Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tiếp đến hết ngày 11 tháng 5 vừa qua. Còn đối với học sinh đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 16 tháng 5. Lo lắng về kế hoạch tuyển sinh năm 2021 có thể bị ảnh hưởng khi mà dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều học sinh đã lựa chọn phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ với mong muốn đảm bảo tấm vé đại học. Tăng nhanh gấp đôi, thậm chí là gấp 3 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển qua học bạ là thực tế được ghi nhận tại nhiều trường đại học. Khi mà phụ huynh học sinh năm nay có tâm lý đảm bảo tấm vé vào đại học trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhiều trường cũng nhanh chóng lên phương án hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển qua các hình thức trực tuyến. Như tại trường Đại học Đại Nam, lượng hồ sơ chuyển phát qua bưu điện tăng cao. Bạn có thể là ngồi ở nhà, điền thông tin hồ sơ ở trên online thông qua mã QR code trường gửi về và chuyển phát nhanh cái hồ sơ bản cứng, photo công chứng của mình về trường. Hiện cả nước có khoảng 100 trường đại học đang sử dụng hình thức xét tuyển qua học bạ. Nhu cầu tăng cao, bên cạnh việc hỗ trợ tối đa thủ tục cho thí sinh, các trường cũng xây dựng bộ tiêu chí của riêng mình, đảm bảo chất lượng đầu vào của thí sinh. Chúng tôi tự tin rằng xét tuyển học bạ đó là xét tuyển cả quá trình 3 năm của các em từ lớp 10 cho đến lớp 12. Chất lượng sinh viên học tập sau 1 năm bằng phương thức xét tuyển học bạ cũng không hề thua kém so với những sinh viên mà xét tuyển bằng phương thức thi điểm thi vào trung học. Cũng theo đại diện của các trường đại học, chọn xét tuyển qua học bạ sẽ là xu hướng trong thời gian tới của nhiều thí sinh để giảm áp lực tâm lý qua mỗi kỳ thi, nhất là khi các trường đại học đang tăng dần tỷ lệ tuyển sinh bằng hình thức này.